Dạo này thời tiết nóng bức, khi con ngồi thiền hay bị ra mồ hôi. Vậy thưa sư, con có thể ngồi thiền mà không mặc áo được không sư? Ở trong kinh Đại Niệm Xứ có cái phần như thế này: giữ chánh niệm khi co duỗi nhai nuốt, ngay cả khi tiểu tiện đại tiện. Thì sư hỏi quý vị nhé, ngay cả khi mình tiểu tiện đại tiện mình vẫn hành thiền được, thì cái chuyện mình có mặc áo hay không mặc áo nó có ảnh hưởng gì hay không? Quý vị chưa có đi những cái trường thiền quốc tế, có những trường thiền mà chỉ có mấy ông sư với nhau, chỉ có chư tăng với nhau. Xin thưa là nhiều vị hơn các vị đó cũng Lộn luôn. cởi cởi cái y da trái ra. Chỉ có ở Việt Nam mình á, mình chú trọng hình thức đôi khi nó thái quá, Đừng bận nó thành trắng. ra đó, thành ra ngồi á mà nhiều lúc nóng muốn chết luôn mà cũng phải đắp Gầm, gầm, gồng gầm. đắp cái y cho nó kín Kính, lâm y gần mít. lê, Chứ còn mà ngồi nó nhìn nó không đẹp á, nó không có được, thì đó là do mình chú trọng hình thức, cái quan trọng là cái nội dung. Cho nên cái chuyện mà quý vị trong cái tình huống như thế nào mình vẫn có thể hành thiền được, đương nhiên trừ khi mình hưởng dục, chứ đừng có nói cái chuyện là tôi đang vừa ngồi uống rượu mà tôi vừa hành thiền, chuyện nó không có nha. À, nhớ nhớ cái chuyện đó, đừng có hiểu lầm rồi xuyên tạc cách nói của sư. Rồi. Bên bà ao á, ủa lộn, à bên bà không thì ở bên thiện á, các vị ở trần nhiều khi nóng bên miếng, vì tới mùa đó, mùa hè nóng kinh khủng, mà quạt mấy quạt á là nó không dám quạt luôn, tại vì màu nó thành giống như cái lò sưởi, quạt hơi nóng vô mặt luôn, chứ nó quạt không mát nữa, thì ở trần mà còn nóng thì trên thiền, trên trường thiền ở trên núi đó, trên trường thiền hả trời, rồi ở Si Minh đó là cái trường thiền nó 2 tầng, tầng ở trên lầu 1 á dành cho chư tăng, thì lầu 2 dưới á dành cho cư sĩ và ni ni và Phật tử nữ, chứ Phật tử na ở trên, nói chung ở trên thì nam ở dưới nữ, ở trên thì mấy ông sư nam với cư sĩ nam, ở dưới thì ni với nữ, ni với cư sĩ nữ, thì nữ nữ không được quyền bước lên lầu, đó là cái quy định của trường thiền, cho nên cho mấy ông ở trần thoải mái à, cho nên cái việc mà mình ngồi thiền mình ở trần á nó là bình thường, nhưng cái nhạy cảm mà mình có thể mình ở trong phòng thì mình ở trần, cái này nó không liên quan tới chuyện tôi hiểu cái vị này là không biết con hành thiền cao quý vậy mà con hành mà con ở trần nó có tội không, tôi không nha, nó non cầu kỳ vì ở trụ bây giờ thiền cũng được. Ví dụ bây giờ mình đang tắm, mình ngâm mình trong bồn tắm, mình có thể thiền thôi, đâu có gì đâu. Quan trọng là mình nếu mình hưởng cái cảm giác thoải mái thì mình thiền cũng được nha. Còn bình thường thôi, nó không kệ gì. Đừng nghĩ rằng mình ở trần mình đang thiền là mình mang tội.